Có mỗi cái thuốc dạ dày cũng không biết. Thuốc thang tốn kém, có khi còn bị bác sĩ họ lừa cho ấy chứ. Mẹ nói thế chưa đúng đâu ạ. Mẹ có biết là dùng thuốc đó lâu ngày sẽ gây tác dụng phụ không ạ? Có khi còn gây hồi ứng, tức là sau khi dừng lại còn bị nặng hơn. Chưa kể natri bicarbonate có thể làm kiềm hóa môi trường dịch vị, nước tiểu, có khi gây tương tác với một số thuốc, làm tăng độc tính của các thuốc đang dùng kèm. Thật à? Trời ơi, cô ở đây thì mày không nói, về rồi mới nói là sao? Có ai hỏi đâu mà nói ạ. Mày... Với lại, có bệnh thì phải đến bác sĩ, chứ ai cũng tự chữa bệnh, thì cần gì bác sĩ, cần gì bệnh viện à? Vâng, 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 tôi biết rồi. Mẹ biết rồi mà bao nhiêu lần mẹ vẫn như thế. Nếu người ta mà bị ngộ độc, chết người, mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm, có khi phải đi tù. À đây không? Thế nào? Bà bị làm sao? Bà bị hẹp động mạch cảnh, phải đặt stent. Stent nó là cái gì nhỉ? Cái này tao biết. Stent là thủ thuật ngoại khoa áp dụng trong điều trị bệnh mạch vành. Tốn tiền lắm. Không mổ xẻ đau đớn gì đâu. Con đã tìm hiểu rồi. Người ta sẽ gây tê cho bà, sau đấy đưa một cái ống nhỏ xuyên qua da, luồn qua động mạch đùi, đi dần tới động mạch cảnh. Từ cái ống đấy, người ta sẽ bơm thuốc vào để biết được cái vị trí mảng bám làm hẹp động mạch của bà ấy. Rồi người ta sẽ luồn thêm một cái ống nữa để ép cái mảng bám đấy vào trong thành động mạch. Sau đó đặt một cái ống bằng lưới kim loại, gọi là stent đấy, để giữ cho cái lòng mạch của bà luôn mở. Xong đấy thì nữa... Thôi. Hiếp mày nói nhiều như thế đấy, bọn tao còn chả hiểu nữa là bà. Mày hiểu không? Tao vẫn hiểu mà. À, tao không hiểu gì đâu. Thế mà lúc nãy ở viện, mày cứ bảo Tiến Long để cho mày tính. À, tao cứ phải gật đầu theo mày. Thật ra thì tao có 3 phương án rồi, nhưng mà đang nghĩ nên chọn cái phương án nào cho nó tối ưu nhất thôi. Một là nhá, tao vay ông già tao. Hai, vay bà già vợ. Ba là... Là gì? Vay vợ. Con Thu nó vẫn cho mày vay tiền à? Thì mình cứ lý do là khởi nghiệp tiếp. Tóm lại là vẫn đi vay.